không có tên đó, là trên cái loa này nè không có ghi cái thương hiệu khỉ gì trên này đó, không ghi gì đó, chỉ ghi cái mã số phụ tùng thôi, nó ghi Made in Việt Nam, loa này dù sản xuất ở Việt Nam vậy nè. Bây giờ em đã lên loa sub rồi, theo anh thì bây giờ chơi tư vấn độ hay nghe mấy anh chơi loa tư vấn loa độ thì có tác dụng gì anh? Ý bạn này bây giờ bạn đã lên một cái loa sub rồi, bây giờ bạn nó muốn hỏi là bạn muốn lên loa độ, có loa độ tác dụng, bạn muốn hỏi có hay hơn không. Xin thưa các bạn là hay hơn hay không thì nó phụ thuộc vào cái loa trên xe bạn đang đi. Để mình biết mình nên độ cái hệ thống loa nào đó, đầu tiên là chúng ta cần phải biết được là xe, trên xe mình có mấy loa và loa đó là loa gì. Mua xe thì các bạn biết xe các bạn phiên bản nào rồi và nó có bao nhiêu. Còn giả sử như các bạn không nắm được thông tin đó thì các bạn lên xe bạn đếm thôi. Thông thường trên xe là 6 loa, 8 loa, rồi 10 loa, 11 loa, Carnival 11 loa, 10 loa một sub, thì mình phải biết cái loa trên xe mình là thuộc cái zin nó đang thuộc phân khúc nào thì mình mới chọn lựa được cái loa độ nó phù hợp. Tại sao? Tại vì các bạn phải biết cái loa zin đang ở cấp độ nào để mình nâng cấp một cái cấp độ cao hơn thì nghe mới hay hơn, chứ bây giờ mà cái loa zin nó đang nghe hay quá trời, quạng ra độ và cái bộ loa khác mà nó thấp cấp hơn là nghe dở hơn liền. Thì mình đầu tiên phải hiểu cái loa trên xe zin. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho bạn nha. Đầu tiên đây là cái loa zin, đây là một cái loa zin no name. No name có nghĩa là không có tên, nó là trên cái loa này nè không có ghi cái thương hiệu khỉ gì trên này đó, không ghi gì hết, chỉ ghi cái mã số phụ tùng thôi, nó ghi Made in Việt Nam, loa này dù sản xuất ở Việt Nam vậy nè. Đó, các bạn thấy loa zin không, nó nhẹ nhàng như đồ chơi vậy, cái cũ 500 có tí xíu, thấy cục 500 chút xíu không, nghe không. Mở một cái loa này lên cho các bạn coi. Rồi mình sẽ lấy cho bạn ra một cái loa độ cho các bạn thấy khác nha. Loa có nghĩa là đối với những dòng, đây là cái loa của con HRV này nha, loa của Honda. Rồi nè, bây giờ các bạn nhìn rồi cái loa zin và cái loa độ nó khác nhau nè. Loa độ đầu tiên là cái cũ loa nó cực kỳ lớn không, thấy nó khác biệt không. Thứ hai là bên này nó nô, còn cái loa bên đây là loa của Focal, nó ghi của Focal đầy đủ không, có logo thương hiệu đầy đủ nè, series model Made in ở đâu nó có ghi hết á. Đó giờ cũ loa nè, cái cũ loa chú két nè, cái cũ loa đây, rồi nhìn là biết loa nào hát hay hơn, có suy nghĩ. Rồi đây là chỉ vì phần nhìn thôi, còn bạn cầm vô nó khác nữa, cầm vô cái loa này rất là nặng nha, tất cả thân loa là bằng thật kia bạn, còn cái này là bằng nhựa. Loa này mình khẳng định chỉ cần lên một cái loa dòng auditor, dòng thấp nhất của Focal up lên đảm bảo hay hơn. Tại vì cái loa này là một cái loa không có thương hiệu trên thị trường, đây là một cái loa có thương hiệu rõ ràng thì chắc cú hay đúng không. Đây là cái đầu tiên là update cho những cái xe nào gọi là những cái xe phổ thông, những cái xe bản thiếu, trên xe được trang bị các cái loại loa no name, mình chỉ cần update một cái hệ thống rất đơn giản, bộ rất là đơn giản của Focal, khoảng mười mấy triệu thôi là nghe nó hay rồi. Trong một trường hợp nữa đó là dành cho các xe bản độ cao, ở đây là ở cao so với mức độ phổ thông thôi chứ không phải cao là ở những cái xe sang nha. Ví dụ như là Mazda mà xe bản đủ là nó xài tới loa Bose, Kia cũng có thể xài tới loa Bose, đó là một cái loa thương hiệu thì chắc chắn hệ thống âm thanh là hay hơn rất nhiều so với những loa no name. Khách hàng phải bỏ ra cao hơn 50 đến cả trăm triệu, có khi phải vài trăm triệu để mà up lên cái xe bản đủ, tại vì nó được thứ nhất là nhiều loa, thứ hai là loa xịn hơn. Những cái loa đó mở ra các bạn sẽ thấy nó khác biệt, của loa giờ đồ rất lớn, nặng chắc, và dĩ nhiên âm thanh nó cũng sẽ hay hơn. Vậy bây giờ mình muốn độ âm thanh, đầu tiên mình phải biết cái nội lực của cái hệ thống loa. Giả sử như nội lực của cái hệ thống loa đó là 30 triệu đi, một cái xe 10 loa, mỗi cái loa Bose nó trung bình nó cũng khoảng cũng 3-4 hệ nguyên cái hệ thống 30 đến 40 triệu cái hệ thống loa zin rồi. Bây giờ mình muốn update một hệ thống thì bạn cần phải đầu tư 30 đến 40 triệu trở lên thì mình mới có thể có một hệ thống âm thanh hay hơn. Ở đây mình xin cam đoan bạn một cái vấn đề, nếu một hệ thống loa zin trên xe mà trị giá 30 triệu, bạn lấy 30 triệu đó bạn ra bạn build một cái hệ thống loa độ cũng 30 triệu thì khẳng định là loa độ nghe sẽ hay hơn, đó là mình chắc chắn luôn. Tại vì đây là cái kinh nghiệm làm qua rất là nhiều xe rồi, kinh nghiệm khi mình độ loa. Nên mình chốt lại, khi bạn đã có một cái hệ thống sub ok rồi, bây giờ bạn muốn lên loa, việc đầu tiên là bạn cần kiểm tra hệ thống loa zin trên xe của mình. Nó sẽ có hai trường hợp, một hệ thống no name. Về vấn đề này dễ lắm, các bạn coi cái bảng xe của mình là biết liền, người ta ghi sẽ rất rõ ở trong cái phần cấu hình của cái xe đó. Thì các bạn chỉ cần up lên một hệ thống loa cơ bản khởi động khoảng mười mấy 20 triệu thôi là đã hay rồi. Còn đối với những hệ thống loa mà có thương hiệu các bạn nhìn rất là dễ, khi người ta đã lên chiếc xe mà hệ thống có thương hiệu là ngay lập tức trên, bạn thấy trên cái tách bi cửa nó sẽ ghi rõ luôn, trên cái chỗ loa lỗ để loa phát âm rằng những cái loại mà loa có là cứ có thương hiệu loa gì là nó sẽ ghi rõ lên trên tách bi đó các bạn. Mình nhìn trên xe mình là thấy liền,
Nếu mà trường hợp là loa mình là loa có thương hiệu thì tốt nhất là mình phải đến những cái chỗ mà trung tâm mà nó cũng tương đối thì họ mới tư vấn cho bạn cái hệ thống loa nó bài bản sắc sảo hơn cái hệ thống trên xe của bạn, tại vì những cũng trung tâm phải tương đối họ mới làm được những cái hệ thống loa nó cao.